Các bạn, mình đây là Khang Bên. Hôm nay mình sẽ giới thiệu Iron Patriot. Đây là một bộ giáp của Tony Stark, đời đầu của Iron Man. Giờ mình sẽ lấy ra cho các bạn coi. Đây chính là Iron Patriot. Có thể phóng lên kia từ tay vào ngực, đúng không? Và đây là thủ tướng, mà ý là tổng thống. Tổng thống. Nè, Tony Stark chế tạo để tặng cho tổng thống Mỹ, để bảo vệ tổng thống Mỹ. Và bộ giáp Iron Patriot này không có mặt bằng Iron Man. Với lại cái mặt nạ trong phim nó có thể mở ra được, nhưng mà mô hình thì không có mở ra được. Trước ngực nó có một hình ngôi sao. Sau lưng có những chi tiết máy móc. Ở vai á, nó mở ra nó có cái súng được, nó có cái súng lòi ra. Đầu có thể xoay 360 độ được, tay cũng vậy. Chân thì chỉ xoay lên xoay xuống được thôi, tại do cái nó bị cái phần mông nó cản rồi. Vậy được chưa? Tạm biệt các bạn.